Dạ vâng, hân hoan chào đón quý vị và các anh em đang truy cập đến kênh của Tiến Audio Hải Dương, một kênh chuyên dành để test âm thanh và giới thiệu hàng bãi. Quý vị và các anh em thân mến, trong buổi tối đêm muộn ngày hôm nay, ngày 28 tháng 9 năm 2020, trước cái máy quay trong ngày hôm nay, video clip ngày hôm nay thì quý vị và các anh em chúng ta đang được nhìn thấy nó đang hiện hữu lên một đôi loa đến từ đất nước Nhật Bản. Đây là một đôi loa có một thương hiệu rất nổi tiếng, vang vọng trong lòng người dân Việt Nam chúng ta rất lâu đời. Đó là đôi loa Victor G05. Dòng này là dòng chó người kèn và đời của nó là đời đầu. Dòng đời đầu thì bao giờ nó cũng cho ra một cái cấu hình rất khủng các bác nhé, cấu hình khủng. Ví dụ như là chúng ta hãy cùng so sánh đôi loa G05 đời đầu này và đôi đôi loa G05 Phi, thì hãy mở thùng loa ra so sánh. Thì đôi loa G05 đang hiện hữu trước cái máy quay các bác đang được nhìn thấy, nó có một cấu hình tức là phân tần nhé. Đây ông nói ở đây là phân tần, còn các cái cô phơ của bác nó như nhau. Giữa là G05 đời đầu và G05 Fairlane thì nó như nhau, và cái cấu trúc thùng của nó thì con G05 đang hiện hữu các bác đang nhìn thấy nó có tới hai cái lỗ thông hơi, và cái phân tần của nó gấu, quá gấu, thật sự nói phân tần quá gấu. Đôi loa này về cấu hình sử dụng, nó sử dụng loa 3 đường tiếng. Thứ nhất, nó sử dụng một cái loa bát có đường kính 30, màng giấy gân mút gân đã được thay mới hoàn toàn các bác nhé. Còn màng bát tuyến loa đẹp trau chuốt và rất đẹp tỉ mỉ các bác, quý vị và các bác em thân mến. Một loa chung, đó là loa chung đôm các bác nhé, loa chung đôm, và một loa check điện hỗ trợ hai vi tinh chỉnh để các bác các anh em chúng ta tăng chỉnh về những giải check hay giải lời, có hai lỗ thông hơi. Đôi loa này có cái trở kháng là 8 ôm, công suất là 120W trên một thân thùng loa. Về cấu hình đôi loa này cao là 66, có cái chiều cao là 66 nha các bác nhé, chiều rộng là 37, chiều sâu là 35, và nó còn zin nguyên bản các bác nhá, zin nguyên bản. Và những đôi loa hàng bãi thì các bác các anh em chúng ta đã thấy là qua những thời gian 5 tháng thì nó về các góc cạnh của nó, ví dụ như nó bị sứt mẻ một tí thì cái điều này nó rất khó tránh khỏi các bác nhá. Đôi loa đẹp mộc mạc, không bông má hay spa, tuyệt vời đẹp. E căng của nó là e căng nhựa còn zin nguyên bản đi theo các bác nhé. Đó. Đôi loa này có một cái giá bán là 6 triệu đồng. Giá này bao rẻ toàn lãnh thổ Việt Nam mình rồi. Và đôi loa này có chất âm cực kỳ hay. Những bác mà có muốn chơi audio có mức giá và có những cái thiết bị đầu tư bình dân thì chúng ta không nên bỏ lỡ những đôi loa như thế này. Chất âm của nó mang lại tuyệt vời. Nó sẽ vượt xa cái mức tầm tiền mà các bác đầu tư ra rất nhiều, thật sự em phải nói một các bác một câu như vậy. Nó chất âm của nó sẽ vượt xa tầm tiền mà các bác định đầu tư ra. Đôi loa này không kén âm ni, nó rất dễ để phối âm ni. Ví dụ các bác có chỉ cần ghép với những dòng âm ni như là Beulah cỏ thôi, ví dụ 7900 hay 7800, hoặc trong phương án ngày hôm nay thì em đang phối ghép với lại một chiếc âm ni Beulah A616 giá 3 triệu 500 ngàn đồng. Đôi loa có giá 6 triệu đồng các bác nhé. Một bộ phối ghép có giá 9 triệu 500 ngàn đồng. Nó mang lại chất âm quá tuyệt vời, cực kỳ hay đấy ạ. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bác các anh em chúng ta hãy cùng đi đến tham quan sản phẩm. Và trong clip ngày hôm nay, em về thêm được một chiếc âm ni khủng long bạo chúa. Đó là chiếc âm ni Sansui Aoan Pha 707LX Cha mặt gương hai hồi gỗ. Bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu cho các quý vị và các bác anh em chúng ta. Đây, mời các bác anh em chúng ta hãy tham quan đôi loa, nó tuyệt vời. Tất nhiên là các góc cạnh của nó cũng rất là xước sát này, lăn tăn một tí. Đấy. Xước sát, chảy xước, đấy các bác thấy, chảy xước nhé. Đấy. E căng của nó là e căng nhựa nguyên zin.
Tuyến loa thì đúng là đẹp mỹ mãn rồi các bác nhé, cực kỳ đẹp, và nói tuyến loa không thể chê vào đâu được. Đôi loa còn nguyên bụi nhá, chưa hề vệ sinh hay lau dọn. Ví dụ quý vị và các anh em chúng ta có thể phối ghép với chiếc âm đi này cũng rất là hay. Chiếc âm đi này là chiếc âm đi Beulah SA710, giá 3 triệu 500 ngàn đồng. Đó. Giá 3 triệu 500 ngàn đồng nhá. Công suất thì nó đề chỉ có là 55W mà thôi các bác nhé. Công suất thuật nó đánh vào đôi loa này rất hay, đánh vào đôi loa Victor rất hay. Đó. Chạy 4 xò sắt Lex, bốn xò sắt Hitachi các bác nhé, 4 xò sắt Hitachi. Và đây là một chiếc âm ni giá thành cũng 3 triệu 500 ngàn đồng, mặt phay đen. Chiếc âm ni Beoner A616, công suất của nó là 220W, đánh 4 sò than xanh đen các bác nhé. Máy đánh 4 sò than xanh đen. Đấy, giá 3 triệu 500 ngàn đồng nhá. Đánh vào đôi loa Victor Zero 5 này quá tuyệt vời. Đấy, trong phương án phối ghép rẻ tiền như thế này thì quý vị và các bác anh em chúng ta có thể chọn một trong hai phương án, đó là hai chiếc đi Bueller này, SA710 giá 3 triệu 500 ngàn đồng, hoặc A616 cũng 3 triệu 500 ngàn đồng, hoặc anh em có thể ghép với những phương án giá nhỉnh nhỉnh hơn một chút các bác nhé. Giá nhỉnh nhỉnh hơn một chút thì các bác có thể tìm lại những phương án như là âm ni Sansui AU Alpha 607 DR mặt gương. Đấy. Chiếc âm ni này thì nó chạy 8 xò than và công suất của nó là 250W, đánh 3 cầu loa, trên cũng đánh 3 cầu loa. Đấy, và chiếc âm này cũng đánh 3 cầu loa AB và A cộng B. Đấy. Thì chiếc âm ni này này, Sansui AU Alpha 607 DR. Chiếc âm ni này nó có giá là 5 triệu 200 ngàn đồng các bác nhé. Giá của loại em nó là 5 triệu 200 ngàn đồng. Rất đẹp, đây là chiếc âm đi đời cao, rất tuyệt vời. Mặt gương nó có thể soi thấy em đang ngồi để mà quay cái máy quay. Các bác để thấy không? Em đang ngồi quay cho các bác anh em chúng ta. Và đây là chiếc âm đi khủng long, công suất khủng. Các bác trưng dụng dòng chiếc âm đi này thì các bác không cần phải lo ngại về nó có đánh được loa hay không. Mà xin nói với quý vị và các bác anh em chúng ta là chiếc âm đi này nó không ngán ngẩm bất cứ dòng loa nào các bác nhé. Nó không ngán ngẩm bất cứ dòng loa nào, bất cứ dòng loa nào các bác thích nhá. Chiếc âm đi Sansui AU Alpha 707 LX cha mặt gương hai hồi gỗ hai bên, tuyệt vời đẹp. Đấy. Chiếc âm đi này nó có một cái công suất là 330W và máy của nó đặc hệt, nặng như là một cái cối đá thủng vậy các bác nhé, cực kỳ nặng. Và dòng âm đi này chắc các bác chơi audio cũng không lạ lẫm gì tới đó nữa đúng không ạ. Và chiếc âm đi này bao zin và bao đẹp cho anh em, giá xin được công bố bán cho quý vị và các bác anh em chúng ta với cái giá rẻ nhất của đất này. Giá của chiếc âm đi Sansui AU Alpha 707 lợi cha, chiếc âm đi này có giá bán là 12 triệu 800 ngàn đồng các bác nhé. 12 triệu 800 ngàn đồng, các bác không thể tìm đâu ra mua được chiếc âm đi Sansui AU Alpha 707 lợi cha này. Quá đẹp. Nguồn phát trong ngày hôm nay, tạm thời giới thiệu với quý vị và các bác anh em như vậy. Nguồn phát trong ngày hôm nay vẫn là chiếc đầu Solidat A7 giá 3 triệu 900. Dòng này chuyên nghiệp để giải mã các bác nha, tiếng của nó cực đỉnh rất hay. Và bây giờ xin kính mời quý vị cùng các bác anh em chúng ta hãy cùng đi đến buổi thẩm âm đôi loa Victor Zero 5 file Zero 5 nhá, Zero 5 đời đầu, dòng đời thiệu chó người kèn các bác nhá, dòng đời thiệu chó người kèn. Không phải là đôi thương hiệu Victor nào cũng có đời thiệu chó người kèn đâu ạ, nó tùy theo. Và chất âm của nó cực kỳ mộc mạc và rất hay, tiếng bass đánh uy lực mềm sâu. Đây là những phương án không thể bỏ lỡ cho những người có mức thu nhập bình dân. Bây giờ mời anh em chúng ta. Rất đẳng cấp.
Thank you.